Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh của Đức Đỗ ha. Thì hôm nay Đức sẽ quay cho mọi người xem một không gian buổi tối ha. Lâu lắm rồi Đức không có quay nha mọi người. Từ A đến Á, từ những dòng cá cơ bản, những dòng cá nâng cao bên Đức cho mọi người xem ha. Thì hiện tại bên Đức đang làm một số dòng cá cơ bản lại. Mình sẽ quay sơ cho mọi người xem trước, rồi một hồi mình sẽ quay từng dòng một dòng và tâm sự mọi người chơi ha. Cho mọi người xem một cái video về cá cảnh thật là vui nha. Hiện tại thì bên Đức có một số cái dòng cá còn khá là tơ nên là mình chưa có lên được nhiều ha. Nên là mọi người xem video mà có muốn biết được thêm về cái cách mà nuôi cá như thế nào và bên Đức làm thế nào để phát triển những dòng cá mình lớn lên theo thời gian á, thì có thể xem bên kênh của mình ha. Đó, đây là những cái dòng cá từ cơ bản đến nâng cao và đều được Đức cho ăn Atomia từ nhỏ lớn luôn. Dù cá lớn hay cá bé gì Đức đều cho ăn Atomia hết. Là cứ sáng sớm của Đức á, là cho ăn Atomia nha mọi người. Đó, đó nên cho mọi người có thể biết được là cái thức ăn cực kỳ chất lượng ha. Đây là dòng Wilcoy Cethu các bạn. Đó, Wilcoy Cethu nha. Đó, thì đây là một cái dòng cá thấy được cái phần ruột ha. Cái dòng này cũng không còn quá xa lạ với mọi người nữa nha. Đó, nói chung cũng đã phát triển được suốt khoảng thời gian qua khá là nhiều rồi. Rất là đẹp ha. Thì hiện tại thì mình đang quay trong khoảng thời gian khoảng 10:30 tối ha. Đó, thì thời gian này thì cá cũng đã vào thời gian chuẩn bị ngủ rồi. Nhưng mà Đức vẫn sẽ cố gắng là giúp cho cá Đức lanh lợi bằng cách là thúc bằng Atomia ha. Đó, để cho mọi người xem những dòng cá mà cơ bản từ đẹp nè. Đó, đây là dòng Bluetooth Bass nha mọi người. Đây hôm nay Đức sẽ quay cận cảnh những cái dòng cá cho mọi người xem chơi ha. Đó, mọi người sẽ biết được là cái độ đẹp của những dòng cá bẻ màu khi mà được quay sát và zoom gần như thế này. Mọi người có một số cái câu hỏi đặt ra tại sao á, là trên video cá thấy lớn lắm mà nhưng mà ở ngoài lại nhỏ như thế. Mọi người cũng có thể biết được là cái dòng cá bẻ màu nó không có được thực sự là quá lớn nha. Bẻ màu nó chỉ có cỡ này là nó bự hơn một tí nữa là hết đá rồi nha mọi người. Đó. Đó, mọi người mà thích chơi cái dòng cá bẻ màu thì có thể xem bên kênh của Đức ha, để mọi người có thể biết được là cái dòng cá bẻ màu nó đa dạng chủng loại. Đó, dù là một cái dòng cá mang tên là bẻ màu, còn có tên gọi khoa học hơn là ruby nha. Đó, thì sẽ được nâng cấp theo thời gian. Nếu mà mọi người chơi lâu dài á, thì mọi người sẽ biết được là một cái dòng bẻ màu nó mang tên chữ ruby thì nó có thêm khoảng 160 mấy dòng cùng tên nữa. Giống như là mình sẽ kể sơ lược cho mọi người nghe là có là rồng đỏ nè, rồng xanh nè, rồng tím nè. Đó là một cái loại rồng đỏ, một cái loại bể màu rồng thôi, nhưng mà nó đã chia là ba cái rồi mấy mọi người ha. Ví dụ dòng cá bể màu coi thì sẽ có là coi đen, coi đỏ, rồi wheel coi, rồi wheel coi si thu, rồi wheel coi sọt ribbon kinsi. Nó sẽ có rất là nhiều mọi người. Đó, mọi người xem và mọi người học hỏi thêm ha. Nói chung là mọi người khi mà mọi người dấn thân vào con đường này sẽ giúp cho mọi người có thêm một cái niềm vui nha. Đó, ví dụ hồi nãy là mình kể cho mọi người xin nghe là rồng đỏ ha, thì đây là cái hồ rồng đỏ của mình nha. Đó, thì hôm nay Đức sẽ quay cho mọi người xem. Đó, đây là rồng đỏ BDH Moon nè, rất là đẹp luôn. Đó, mọi người xem cái phần bay lưng của cái bộ của Đức lên, mình đã theo dõi suốt khoảng thời gian qua lên khá là đều ha. Đó, cái bộ lên tia nè, nét nè, đuôi thâm nè, nó rất là đẹp luôn. Đó, mọi người xem nè. Đó, cho cá ăn thì mình Đức sẽ cố gắng là quay tốt nhất về hình ảnh nha. Đây là có một cái dòng cá là không thể thiếu khi mà mọi người nhắc đến cái dòng cá bẻ màu. Bây giờ là dòng full gate BDS ha. Mọi người xem một cái cận cảnh chi tiết nè, Đức cho cá ăn cho mọi người xem ha. Đó, đây cái bộ của Đức đang là nhập là một cái bộ giá trị cao về Đức làm ha, để ra một cái bộ cá tốt. Còn mọi người xem á, mà mọi người muốn đặt những dòng cá này á, thì dặn Đức trước nha. Tại hiện tại Đức không có hàng nhiều á, nói chung là sẽ lên cái bộ cá này theo thời gian, thì giờ vài tháng nữa Đức sẽ có lên hàng lại cho mọi người nha. Fullgate BDS bộ vây cực kỳ xịn luôn. Đó, mọi người xem nè. Để đánh giá ra một cái bộ cá Fullgate đẹp á mọi người, thì sẽ xem về cái phần body và phần màu sắc, và tùy theo mọi người thích chơi là chơi đuôi lớn hay là chơi vây lớn. Cái bộ của Đức là đang là bộ đuôi tương đối và cái phần vây lớn nha mọi người. Đó, mọi người thấy cái trống nè, thì full gate sẽ đẹp và cái trống nhiều hơn. Đó, phần vây rất là lớn mọi người. Và mình đang cho ăn Atomia ha mọi người. Nào mà thích ủng hộ Atomia của Đức á thì có thể
xem ở cuối video Đức có cập nhật thêm là cám thái nè, cám trộn nè, bạc tơ mia và bổ ấp và một số cái thuốc trị bệnh cho cá nha mọi người. Và mọi người nào mà thích mua mà được receipt khuyến mãi hỗ trợ rồi á thì mọi người vào link Shopee của Đức nha. Đức có phần link Shopee nữa ha. Đây Đức có một cái dòng cá cũng khá là đẹp ha mọi người. Dòng blue Japan ha, blue Japan. Bộ này là bộ đuôi Delta, Đức đang làm lại cái bộ đuôi bích treo mọi người để làm lại và cung ứng cho mọi người ha. Thì hiện tại Đức cũng không còn cá nhiều, thì qua Tết thì sẽ chắc mình nghĩ là sẽ có nhiều cá hơn. Đức đang cố gắng làm lại nha, nên là mọi người đừng gấp gáp nha. Cứ theo dõi kênh của Đức ha. Đây là Đức có một cái bộ gồng xanh mà chuẩn luôn á, gồng xanh mà hát môn mà lên BDS hát môn á. Mọi người xem nè, đây Đức còn một cặp duy nhất ha. Cặp này là cặp cá có thể đem đi thi được nha mọi người. Mọi người về thúc thêm nha. Tháng 12 này có một cái đợt giải của anh Thuận RB mọi người, rất là lớn ở trên Sài Gòn á. Thì giải đợt này cái giải nhất á, cái giải nhất của cái phong trào được thi đợt này á, thì có là cái giải nhất là một cái là cặp cá đẹp nhất đó mọi người, là cái iPhone 14 nha. Đó, iPhone 14 Pro Max đó, giá trị tầm khoảng 32 củ trên thị trường, và cặp cá mà đạt giải nhất của cái bảng á mọi người, hoặc là hay là cặp cá mái á đó, thì sẽ có giá trị thưởng là 10 triệu ha. Còn mình thấy cái giá trị cũng khá là cao á mọi người, nên là mọi người nào mà chưa có biết về cái guppy, tại sao những dòng cá nhỏ như thế mà lại giá trị lại cao như thế ha, để mọi người có thể biết được là khi mà chơi cá này thì sẽ đem đến cái phong trào cho nhiều anh em có tiếng và nhiều anh em có cái kinh tế cao á đó, thì anh em nó sẽ tạo những cái cuộc thi để giúp cho cái phong trào của mình càng ngày mạnh lên ha. Đây Đức có một cái bầy Bluetooth Bass nè, Bluetooth Bass Bixtel ha, Đức đang làm lại nha. Đó, mọi người xem nè, mọi người xem thấy cái bầy cá con mà lên cái phần ăn cái phần Atomia á, đó rất là đã luôn ha. Thì cá con của Đức á thì size này khoảng tầm một tuần hai tuần ha, tầm hai tuần tuổi nha mọi người. Đó, rất là chi tiết luôn. Đó, cái này là cá con của Bluetooth Bass Bixtel nha. Thì Đức sẽ cập nhật tốt nhất, tại vì ban ngày á thì ở Đức á thì hơi ồn ha, thì buổi tối thì Đức mới quay cho mọi người xem được. Đức quay dài cho ở những cái hồ cho mọi người xem luôn nha. Ở đây Đức có Bluetooth Bass Ribbon Finchi dày ha. Nè mọi người xem nè. Đó, dù là cá nước tơ nhưng mà đang lên cái phần Finchi dày rất là đẹp luôn nha mọi người. Khi mà cá đủ tháng tuổi thì sẽ còn bung nữa nha mọi người. Nuôi dòng cá bảy màu này được cái là mọi người sẽ ngắm theo thời gian nha, chứ mọi người đừng gấp gáp ha, cứ ngắm theo thời gian mà nhập những cái bộ cá mà mọi người thấy là ưng ý, mọi người thích á thì các bạn mọi người chơi trước nha. Để một số anh em hoặc là những bạn nào á mà có hỏi mình là anh ơi dòng cá này giá trị như thế nào, thì mọi người cứ quan tâm là mọi người thích trước, thì mọi người thích thì cái giá cả đó là không quan trọng nữa rồi. Mọi người đã thích rồi thì bao nhiêu tiền thì mọi người cũng có thể cố gắng để mua được đó. Và khi mà đã thích rồi thì mọi người sẽ có cái nguồn cảm hứng mọi người chăm nha. Đức còn một số dòng cá cơ bản thôi, và ở đây thì Đức có tiếp tục có một cái hồ cá nữa ở ngoài dãy thì mọi người xem nè. Đó, đây là hồ cá coi riết e riết bông của Đức nha, mà cá còn tơ lắm mọi người. Nhưng mà hiện tại thì Đức đã biết được em nào đã có riết bông rồi nha mọi người. Đó, cái phần gâu với phần bụng mọi người thấy không. Đó, thì những em này thì đang chuẩn bị mình sẽ tuyển những em nào có riết bông để lại, còn những em nào mà không riết bông thì mình sẽ thúc ra để cho cái hồ nó tăng cái giá trị cao hơn, để làm những cái bầy cá mà chất lượng thì Đức luôn cố gắng là cập nhật liên tục và luôn luôn đổi mới. Là sao mọi người, là những cái dòng cá mà được nhiều anh em ưa chuộng thị trường á thì Đức sẽ cố gắng là nhập về, nhưng mà nhập về cái số lượng tương đối thôi, rồi làm ra và bán lại với cái giá nó tương đối cho anh em chơi được. Chứ những cái dòng cá mà nhập 400-500 ngàn mà làm ra một cặp vẫn bán 400-500 ngàn thì Đức không bán được. Đó, đây có cá con nè mọi người. Đó, cá con của Đức nè. Đó, cá con này là của bạn này HB Retro ha, để Đức quay cái giống cho mọi người xem nha. Đức có một cặp, có một em mái cá giống mà kiểu như là tới công chuyện đó mày, để Đức cho ăn rồi cho em nó lên nha mọi người xem. Đó, em này là em mái của bạn đó nè mọi người, là HVDS ha. Đó, để cho mọi người biết được là khi mà làm cá thì Đức luôn chú tâm đến những cái vấn đề là làm sao để con cá mình đẹp nhất, và những cái bộ cá Đức nhập nè, đó bay lưng bay sệ và đẹp và chất lượng ha. Rồi đi về dài qua khu bên này nữa thì Đức sẽ làm một cái video thật là chất lượng ha. Ở đây thì Đức khi mà ép đẻ xong rồi thì Đức lại phơi những cái gỗ đẻ và những cái dèo đẻ lên,
để cho nắng nó bốc hơi những cái chất độc bay ra ngoài đó, thì Đức sẽ tiếp tục Đức sử dụng nha. Ở đây thì Đức có một cái dèo đẻ và cái hồ cá này đang sinh sản nha mọi người. Đó, mọi người xem nè. Đó, đây là có bầy HPDS của Đức nha. Để Đức cho ăn cho mọi người xem. HPDS mà sẽ giống cái giống của Đức á. Thì để mà tại đổi mới hoài thì Đức lúc nào cũng nhập những cái bộ cá giống đẹp cho mọi người xem nè. Cái bộ vây, bộ màu, bộ vây lưng của máy đều lên rất tốt ha. Và cái màu của cái bộ HPDS này là phải đậm nha mọi người. Đó, để làm ra một cái bộ cá đẹp ha. Đó, ở đây có một cái bầy thần tiên nguyên thủy của Đức nè. Thần tiên nha mọi người, cái tai bơ siêu dài luôn. Ngày mai mà Đức rảnh thì Đức sẽ làm thêm cái video nữa về những cái bộ cá giống để quay hồ sơ cho mọi người xem, để biết mọi người biết cách tuyển giống và làm cá ha. Đó, đây có bầy HPDS con nữa nè. Hoàn toàn ở Đức hiện tại thì chỉ còn các con không à. Nên là mọi người xem đỡ thông cảm giúp Đức nha. Để cứ theo dõi kênh của Đức thì sẽ xem được những cái bầy cá lớn lên theo thời gian ha. Ở đây Đức có ghi tên nè, đây là HPDS con nè ha mọi người. Đó, mọi người ở Cần Thơ thì có thể ghé Đức ha. Còn ở tỉnh thì Đức sẽ ship nha. Đó, ở đây có bầy H, đây là bầy Coded Air Mini. Mini là sao mọi người? Là cái tai bơi là của cái dòng cá Coded Air Mini của Đức á, là đang lên cái phần tai bơi nhìn rất là chill luôn nha. Mà size rất là nhỏ nha, size này mới có cỡ 2 tháng thôi. Đó, Đức ép size mọi người, là size 2 tháng thôi mà lên luôn cái tai bơi rồi. Mọi người xem nè. Rất là đã nha mọi người. Đó, mọi người xem rất là chill ha. Để tạo ra một cái bầy cá đẹp thì Đức luôn luôn đổi mới đó, để cho Đức có thể có những cái bầy cá đẹp để cung ứng cho mọi người ha. Đây là dòng lồng đỏ bê đỡ thác môn của Đức nha. Đó, cá tơ mọi người xem bộ lên rất đều ha. Đó, để cho mọi người chơi những bộ cá đẹp thì Đức luôn luôn có những cái bầy cá con và những cái bầy cá cực kỳ chất lượng ha. Đây Đức còn bluetooth Đức theo nữa nè. Đó, cá con không à, hoàn toàn hiện tại Đức còn cá con không mọi người, không có còn nhiều nữa ha. Thì sẽ hôm nay Đức sẽ quay sơ cho mọi người xem, thì ngày mai mốt gì đó Đức sẽ cố gắng là cập nhật thêm nữa cho mọi người biết được thêm ha. Nếu mà thấy thích cá của Đức nè, mà muốn mua cá của Đức thì có thể xem những clip là Đức có cái clip mà các bạn bấm vào kênh của mình á đó. Thì mọi người xem trên đó sẽ có những clip về cập nhật cá, cái clip nào mà để chỉ cập nhật cá thì mọi người bấm vào xem, thì những clip đó sẽ giúp cho mọi người có những cái giá tốt nhất về cá của Đức ha. Thì Đức có báo giá trên đó đó, để giúp cho mọi người xem được ha. Đây có bầy full red pipon nha mọi người. Đó. Thì xin chúc mọi người sẽ ngắm cá thật là vui. Và thật chất chiêu và thật thư giãn nha. Mọi người thích mua cái Artemia cho cá ăn nè thì có thể ủng hộ Đức ha, bằng cách là mọi người bấm vào Shopee link trong dưới phần bình luận á, nó hoặc là trong phần mô tả của Đức nha. Đó, mọi người bấm vào mọi người ủng hộ mình ha. Bấm vào một cái theo dõi cho cái kênh Shopee của Đức để Đức có thể phát triển tiếp ha, tiếp tục những cái niềm đam mê. Tại vì kinh phí của Đức hiện tại đang bị eo hẹp mọi người. Đó, xin chúc mọi người xem video vui. Và hẹn mọi người trong một cái video gần nhất nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất nha. Bye bye. Chào mừng quý anh chị và tất cả các bạn đến với kênh của Đức Đỗ nha. Đây là những cái thức ăn phụ kiện giúp cho cá cảnh tốt hơn. Loại đầu tiên là cám thái, loại thức ăn viên 3/5 là viên siêu mịn luôn mấy ông. Đó ha. Mấy quý anh chị các bạn nào thích cho cá bột á, hoặc là cá lớn ăn cám trộn thử á, thì có thể mua loại này 30k. Đó, cho cá ăn tại nhà rất là tốt ha. Và loại thức ăn cao cấp hơn một tí là cám trộn T10 thì nó sẽ trộn được nhiều thành phần lại với nhau nè không. Đó, có công dụng nè, hỗ trợ cá lên màu nè, cá nhanh lớn nè, siêu bung size tối đa mấy không. Đó, có một số cái thành phần nó được liệt kê tối đa trong đây luôn cho mấy ông có thể biết được cái sự hiệu nghiệm và cái chất lượng thế nào. Loại này là 60k/50g ha. Và tiếp tục loại thức ăn thứ ba là thức ăn cho cá con, cá bột ha. Mấy ông cá bể màu mà mới nở ra thì có thể ấp Artemia này cho cá ăn liền rất là tốt ha. Ấp Artemia thì mấy ông đây là cái hũ từ nào hũ Artemia Mỹ từ chiếc ra nha. Đó, cứ yên tâm mà mua này về cho cá con ăn rất tốt ha, là 50g/150.000 nha. Đó. Rồi thì từ thức ăn rồi đúng không mấy ông? Đó thì sẽ có những cái thuốc trị bệnh và ngừa bệnh cho cá bể màu ha và cá beta. Thì ở đây tôi có một cái combo ha, hai chai là Anti-Chest và Barbecue ha. Đó, một chai là giải độc khẩn cấp trị túm lắc từ lừ đừ ha. Đó, còn chai kia là trị ký sinh trùng cho cá nha. Đó, thì mỗi cái chai đều có cái công dụng riêng mà hai chai này kết hợp lại với nhau cực kỳ hiệu quả nha, được review rất tốt trên TikTok và những nền tảng mà có thể quảng bá thương hiệu á. Thì sản phẩm cho bên công ty Cá Khỏe Cá Sung này thì một sản phẩm mới nhưng mà cái công dụng rất là ok nha mấy ông nha. Nếu ông nào mà thích xài cái combo này thì giá là combo hai chai này là 100.000 ha. Đó, chai lẻ là 50 đó. Và nếu mà mấy ông mà có cá mà hay bị trường hợp là hay bị sình bụng hay là bị ăn không tiêu á thì có cái chai này mấy ông nha. Đó, Cá Khỏe nước trong nè, đó là BA+ cộng ha, mấy ông cái này thức ăn mấy ông xịt vào ha,
một ít trước khoảng 2 phút của mấy ông cho ăn thì cá đi phân rất tốt ha, với giá là 60k bị coi ca bắt cộng nha. Và không thể thiếu ở bên mình nữa đó là hai cái loại thuốc mà đã đi đầu trong cái thị trường cá bể màu Việt Nam ha, đó là Antibio và Bionox nha. Hai loại này là hai cái chai, mà một chai này là chị ký sinh trùng mà chị tấm đất nè, còn chai này chị nấm trắng mà nấm ông gòn ha. Hai chai này rất là ok ha, một chai 110k với là một chai 50k đó. Và cuối cùng là hai cái sản phẩm để cho bạn ấp được Atomy thì có máy oxy là 55k và cái bộ ấp là 30k ha. Rồi xin chúc tất cả các bạn sẽ mua được cá và mua được một số sản phẩm tốt và ok hiệu quả để nuôi cá mình tốt ha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn quý anh chị trong một cái video gần nhất nha. Bye bye.